Em chào các bác ạ, các quý khán đang xem video. Đấy, tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lăng. Thì em có giới thiệu cho bác một chiếc xe lăng Komatsu FD20-12, máy dầu số sàn, tắp lưng 3m. Chiếc này thì bên em đã sơn tỉa qua, chưa bảo dưỡng rồi, sơn tỉa lại để đăng kiểm và cho đẹp sạch sẽ. Hôm nay em đang lưng tải một chiếc Mitsubishi 1,5 tấn, chiếc này lặng 2,6 tấn, 2 tấn bao tải, đang 2,6 tấn, đang bên càng luôn, di chuyển nhẹ nhàng. Đấy, chiếc này thì đang trang bị hai lốp trước lốp hơi, hai lốp sau lốp đặc. Lốp lát thì em có thể thay đổi linh hoạt cho các bác từ lốp hơi sang lốp đặc được. Đấy, không mất phí nhá các bác nhá. Đấy, xe thì nhập nhật đây. Đấy, sơn tỉa lại cho sạch thôi. Đấy, số sàn tiến lùi lên hạ rồi, còi đèn đầy đủ. Đấy, xích xe các thứ đều chưa bảo dưỡng, ti sáng bóng. Đấy, giá thì chưa đến 200. Hàng nhập nhật mà. Giấy tờ đăng kiểm đầy đủ nhá. Em sẽ mở máy lên cho các bác xem. Đấy, đây cái lẫy nhá. Các bác lưu ý này, dòng -12, -14, -15, -16 nó có cái lẫy này. Đấy, các bác có thể mở lẫy lên. Đấy. Đây. Máy đấy ạ. Máy thì em nhập nguyên chiếc từ bên Nhật về, không động chạm gì nhá. Đấy, nguyên bản từ bên Nhật về như nào thì em để nguyên như thế. Đấy, để cho bác xem cho dễ. Ở đây có cái phần ống xả này thì nó bị thủng, nó bị mọt vùng quanh này, nó lóng, nó mọt vùng quanh thì em làm cho các bác thôi. Đấy, củ đề củ phát này. Đấy, lỗ máy này, con này thì sấy đầy đủ nhá. Đấy, búng ra cái lỗ thôi. Cái nước con này rất đẹp, các bạn nhìn cái nước nó rất đẹp nhá, cái lỉ này, cái lỉ nguyên bản. Đóng xuống để lưng hại các bác, ghế đã được bọc lại. Đấy, lưng lên. Đấy, 2 tấn nhá, 2 tấn bao tải cho bác, 2,6 tấn cho bác thoải mái. 2 tấn và 2,5 tấn thì khác nhau mỗi cái đối trọng thôi. Đấy, và số di chuyển nữa. Đấy, di chuyển tiến lùi cho bác yên tâm thoải mái. Đấy, cân thì đăng kiểm họ cân nên là chả phải giới thiệu nhiều. Cân ý là bên Nhật họ khắc là đăng kiểm họ ghi luôn vào giấy. Đấy, xe này là bằng lặng bao nhiêu cân. Nếu mà không ghi trên tem này bên em bắt buộc phải mang đi cân nhá. Đấy. Đấy, lưng hạ di chuyển bình thường. Đấy, các bác có thể nhìn nhá. Tiến lùi. Đấy, khi xe lưng mà không cần lắp thêm chức lăng thì lưng hạ cơ bản là phần lưng được nhiều tải nhất và khỏe nhất. Đấy, đây mà hạ xuống này. Chiếc này thì lưng cao tối đa là 3m, lưng hạ cơ bản. Có thể lắp thêm dịch giá, dịch càng, thậm chí là gật gù lốp kép, bơm xoay, kẹp vuông, kẹp tròn theo yêu cầu của quý khách. Xe thì em chưa có bảo dưỡng gì đâu, nguyên bản hết. Có mỗi nước sơn này em sơn lại thôi. Đấy, đây bãi bên em. Sáng chiếc Toyota này nhận cọc này. Bãi sẵn rất là nhiều. Đấy. Bác nào mà quan tâm chiếc Komatsu FD20-12 này thì quan tâm alo em nhé, 0379875765. Đấy, hân hạnh được phục vụ các bác trong thời gian tiếp theo. Đấy. Quay vùng quanh xe các bác, lốp lát đã gửi thay lốp đẹp hơn. Đấy. Vừa rồi em đã ra một chiếc Sumi cũng tầm tiền như thế này, giá rất hợp lý. Đây chiếc Komatsu. Ở tiện đây giới thiệu luôn cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi.